Minh xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Cả nhà coi bí của mình bự chưa nè. Năm nay thì mình trồng 6 cây bí ngòi. Nó ra rất là nhiều trái cả nhà ơi. Cứ khoảng 3-4 ngày là thấy trái nó lớn rất là nhanh luôn. Mình phải cho nó nằm lên những cục gạch như vậy hoặc là những khúc gỗ đó cả nhà. Không thôi nó đụng lên trên cái đất đó là nó bị thối. Ngày qua trái bí bự chơi cả nhà. Xanh non lắm luôn cả nhà ơi. Cứ khoảng 4-5 ngày là mình thu hoạch được 3-4 trái như vậy nè cả nhà. Thì đó là mùa hè. Còn bây giờ đó là qua mùa thu rồi á, thì trái nó lớn chậm hơn. Nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Bí này thì trộn chung với xà lách, ăn với các loại sốt cũng ngon lắm. Hoặc là mình có thể nấu canh hay là xào ăn cũng rất ngon nha cả nhà. Những cái cọng lá của nó đó thì mình tước vỏ xong mình xào với tỏi ăn cũng ngon luôn. Ở đây có cái trái này nó mọc dưới khe của mấy cục gạch nè cả nhà. Tới chừng mà mình thấy nó mà mình thu hoạch ra, trời ơi nó bự quá trời luôn. Đây nè cả nhà coi nè, hai trái núp dưới cục gạch bự chưa nè. Bây giờ vô mùa thu rồi á, mà mình thấy cũng vẫn còn nhiều trái ra lắm cả nhà ơi. Bông của cái trái bí ngòi này thì mình cũng hái, mình ăn lẩu được giống như bông trái bí đỏ nha cả nhà. Thu hoạch bí ngòi xong rồi, bây giờ mình sẽ thu hoạch rau đây cả nhà ơi. Trong cái video lần trước á, thì mình có khoe với cả nhà là mình thấy cái bông rau đây. Nhưng mà sau khi mà mình lên video xong, mình có nói chuyện với chị Năm của mình á, thì chị của mình nói là bông đó không có giống bông rau đay ở Việt Nam. Bông rau đay ở Việt Nam nó màu vàng. Thì sau đó mình cũng thấy một bạn vô bình luận nói là bông này là bông của một cái loại cây mà giống như rau đay thôi, không phải là cây rau đay. Ồ, thì ra nó là cây cỏ dại cả nhà ơi. Cái lá của nó nhìn rất là giống lá rau đay luôn nè cả nhà. Xin lỗi cả nhà nha. Mình đã thu hoạch được một rổ rau đay rồi nè cả nhà. Bây giờ mình đem vô nấu canh thôi. Rau này á, thì nó rất là non, nên khi mình sắc ra đó, mình không có cần phải vò muối. Thì mình nấu nó cũng rất là nhớt, ngon lắm cả nhà, thơm. Rau tươi á, nấu ăn rất là thơm luôn, xanh ngon dễ sợ luôn á.
Rau đay tươi như vậy á, nấu với cua thì là rất tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay mình không có cua, cho nên mình chỉ nấu với tôm khô xay ra thôi nha cả nhà. Nhưng mà cũng rất là thơm ngon luôn. Và cũng rất tiếc là mình không có cà pháo mắm tôm luôn, cho nên mình có thể ăn với kim chi hoặc là dưa cải chua. Đây một tô canh rất là ngon. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.